Muối me mới nghe qua cứ tưởng chỉ là món ăn với cơm trắng cho mấy bữa đạm bạc, nhưng không phải vậy. Thứ muối này còn được kết hợp rất ăn ý với những món ăn có phần sang hơn chút đỉnh. Vì chứ muối me mà kẹp chung với cá chiên hay cá nướng thì ngon hết chỗ chê. Bữa nào tới đi ruộng dìa mà bắt được con cá trê hay cá lóc thì chắc chắn bữa đó cả nhà có thêm đồ ăn ngon. Còn mấy ông thì sẽ có món nhậu hao rượu, hao mồi cho mà coi. Cá lóc rửa sạch, để nguyên dãy, rồi bắt lên lửa than mà nướng. Nhớ canh trở cho đều tay nghen. Tới khi lớp dãy ngoài cháy xém hết, mùi thơm bay ra thơm phức là cá chín rồi đó. Lúc này mới đem xuống cuộn rơm hay lấy cái que cạo nhẹ nhẹ lên bề ngoài con cá để rớt hết phần tro ở ngoài, rồi khéo léo tách sống lưng con cá ra. Bày cá lên mâm cùng mấy thứ rau thơm. Nhớ múc thêm mấy muỗng muối me kèm mấy con tép rang nhỏ nhỏ. Chiếc rang xị rượu ngon nữa là có liền món nhậu hấp dẫn rồi đó. Người miền Tây có cách xưng hô rất hay là anh em cột chèo, anh em rể với nhau. Không có ruột ra, nhưng mà hình như ai cũng thân tình với nhau lắm. Có bữa hẹn nhau lợp lại chai bếp cho má vợ, thì xế xế, thế nào cũng được cưng mà đãi cho lai rai con cá lóc nướng, ăn chung muối me cùng xị đế. Vì chứ mần mệt cách mấy mà được ăn ngon là tự nhiên thấy khỏe và sung sức lại liền hà. Bóc mấy lá rau non, vẽ miếng cá nướng thơm phức, kẹp thêm miếng muối me vô đó. Cuốn lại, rồi bỏ vô miệng nhai, nhai chậm rãi, nhai từ từ, rồi cảm nhận nghen. Cá đồng ngọt lắm, rau đồng non mướt, muối me cũng làm từ những nguyên liệu của ruộng đồng, vườn tược. Toàn đồ đồng, chứ không có gì là sơn hào hải vị cả. Nhưng mà ai đã ăn là chắc chắn sẽ mê mẩn thèm. Nhai hết miếng này là lại vẽ tiếp miếng sau. Nhiều khi chỉ lấy đũa gắp miếng muối me bỏ vô miệng nhấm nháp thôi là thấy đã lắm rồi. Mồi ngon quá, rót cho đầy ly rượu trái quách rồi uống cạn ngang. Giọt rượu nồng đi vào trong bụng kết hợp cùng vị ngon của món ăn, thiệt đã quá xá đã luôn hà. Muối me, món ăn có lẽ không nhiều địa phương biết tới. Nguyên liệu cũng đòi hỏi phải đầy đủ, có muối, me, gừng, sả, ớt và tép rang thì mới đủ bộ. Cách làm món muối me này cũng tương đối cầu kỳ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, sự cầu kỳ này sẽ đem tới những trải nghiệm vị giác vô cùng xứng đáng. Muối mặn được vị chua của me làm dịu lại, được vị cay nồng của gừng, sả, ớt làm tăng thêm mùi vị, được mấy con tép rang làm dậy vị đậm đà, tất cả góp phần làm nên món muối me gây nhiều thương, nhiều nhớ. Cứ mùa mưa về là me trổ lá non rồi ra trái, và cứ mùa mưa về là những người con miền Tây lại da diết thèm bữa cơm nhà có sự góp mặt của dĩa muối me, mang cái mùi vị mộc mạc mà ngon lành của quê hương miền sông nước. Chạy ra vườn nhổ mấy cây sả thơm nồng, chút gừng non ấm bụng, chút cay của ớt nè, rồi thêm cái mặn mòi của muối hột, thêm mấy con tép đồng tép sông đem rang lên, rồi tất cả đem đông chung với nhau trộn thành cái món muối me. Một món ăn dân dã thôi, nhưng chắc chắn đủ sức làm chao đảo lòng người, kể cả những người kén ăn nhất. Chương trình đặc sản miền sông nước kỳ này xin cùng với món muối me đó cũng xin phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau với những món ngon cũng rặt rồi phong vị Nam Bộ nha.